tôi lặng lẽ cúi đầu buồn tình yêu buồn nhân thế thêm sâu dấu vết xưa nay đã là kỷ niệm trong ký ức thuở đôi môi tôi nhỏ tiếng ngọt ngất rồi dài đường yêu dày cay đắng bao bạc nên khép kín nửa đoạn từ đó đêm đêm môi đỏ lừa tôi đốt cỏ ưu tư quên đời thoát ra thôi. Xin mời chào anh nhé. Tiếp theo clip ngày hôm nay thì em lại tiếp tục test và nghe chất âm của dòng cục đẩy DK Đa Kinh với cái mã LA600. DK là một trong những dòng cục đẩy thương hiệu của Anh và có cái chất âm rất là hay nhá. Và dòng này thì một trong những dòng cục đẩy mà nó cũng gọi là nồi đồng cối đá, dùng thì dễ phối ghép nhá. Gần như là chúng ta ghép với những dòng loa nào nó cũng rất là hay, bởi vì con này tiếng của nó ra thì nó đục đủ các giải, nhất là cái giải bass xuống rất là mềm sâu nhá và lời sáng. Công suất con này thì nó cũng 6W một kênh nhưng mà nó bù áp nhiều rất là khỏe. Các bác có thể đánh được hai cặp loa 30 chơi thoải mái với nhé, hoặc đánh những cặp loa bass 40. Thì trong clip này thì em test con đẩy này thì gửi về Bình Dương cho mấy khách hàng. Anh Tâm có địa chỉ ở ấp 3 xã Trừ Văn Thố, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Con chiếc cục đẩy này giá của nó, giá tại cửa hàng của nó là giá 5,2 triệu với nhé. Thì em cũng thông báo giá để bác nắm được. Và quay video, làm một cái video làm kỷ niệm để bác khách hàng với cửa hàng. Thì nhiều khi em cũng cứ test chất âm cũng như báo giá để các bác khi mua hàng tại cửa hàng nó dễ. Tại vì nhiều khi các bác ở xa thì không đến được cửa hàng thì các bác có thể là mua nhìn qua hình ảnh cũng như là nghe âm thanh chúng ta thẩm âm thì thấy chất nào nó hợp lý, hợp với cấu hình nhà các bác thì các bác mua, các bác sử dụng thì nó sẽ dễ mua thôi. Đấy, rất là dễ mua tại cửa hàng em, rất là dễ mua. Chiếc đẩy này thì hình thức nó cũng tương đối là đẹp. Về nội thất bên trong thì dòng này thì cửa hàng luôn luôn tuyển chọn cho các bác, bởi vì đây là một trong những dòng cục đẩy mà nó cũng hàng cũng gọi là nhiều bác mua sưu tầm đấy, cho nên là cửa hàng luôn luôn tuyển chọn các bác là thứ nhất là những chiếc cục đẩy mà tụ nó còn phẳng đẹp này, bên trong ruột gan của nó thì linh kiện máy móc còn nói chung là còn sáng đẹp và linh kiện còn nguyên bản nguyên zin mới nhá. Đấy. Thì với dòng này thì nó cũng dễ sửa chữa, cũng như là một trong dòng nồi đồng cối đá bền lành đẹp. Nhìn nội thất thì chúng ta có thể thấy thì nhìn nó rất là xịn sò, linh kiện nó sử dụng nhiều linh kiện đắt tiền, chúng ta nhìn thấy mên tỉ mạch của nó này, cho nên là gần như bác nào trước đây này gần như bác nào cũng rất là ưng. Còn quay sơ qua đằng sau để bác đấu nối thì con này tín hiệu nó vào Canon, còn hai đường mà có chân sắt thò ra nó là đường linh ra để khác. Thế còn đây nó có chế độ thì em gạt sẵn xít te bác rồi đấy, các bác nào gạt 4 ohm 8 ohm chúng ta gạt ở đây độ nhạy, nói chung là những cái chế độ này thì nó rất là dễ thôi. Thế còn ra loa thì các bác lưu ý là chúng ta sẽ đấu bằng dàn new trick thôi nhé. Đấy, dàn new trick đấu 1+1-. Đấy. Các bác muốn đấu hai đôi loa thì chúng ta có thể chập vào dây loa và chúng ta đấu. Đấy, thì trong clip này thì em test cũng như báo giá để bác nắm được. Em xin chào anh nhé.